Xin chào quý vị và bạn. Hôm nay Thế Giới Chai Nước Đặt hôm nay đến được quay trực tiếp và trải nghiệm đứng trên con cầu chùa cầu, gọi là chùa cầu, một di tích lịch sử của thôn Thượng Vâng. Có thể nói đây là một di tích đã được ghi dấu ấn hàng năm từ thời xa xưa của thôn Thượng Long, đã được ghi vào dấu tích là cầu chùa Thượng, di tích lịch sử văn hóa của Việt Nam. Và bây giờ chúng ta cùng vào trong chùa cầu để trải nghiệm và cùng xem những vết tích lịch sử ở trong chùa cầu. Xin mời các bạn. Và đây là cửa bên trong. Bên đầu bên kia sẽ là cửa thứ hai. Đầu bên kia đường và cửa thứ hai. Ngày xưa thì chùa cầu có một di tích với hình dạng rất là cổ kính, mới được trùng tu lại. Đây là kết quả trùng tu. Cầu đá thì vẫn còn giữ nguyên, nhưng mà với bậc thang và hình dạng thì trùng tu lại hết. Đây, mái ngói được vẽ gỗ, vẽ giả gói màn, nó bằng gỗ các bạn, cột cũng bằng gỗ luôn, chỉ có nền bằng đá này, nền bằng đá thật 100%, di tích lịch sử ngày xưa, cột đá đã bị mai mòn, nhưng mà cột vẫn chắc chắn, cầu bắc qua một dòng sông. Đây là ở thôn Thượng Long, xã Bình Minh, Nam Trực, Nam Định. Đây là bên trong cầu ốc. Đó. Cầu hình vòng cung rất là cao, đi nền rất là dốc. Hai bên cầu có dãy ngồi hành lang hai bên. Phải ngồi đây thôi. Và đây mà mùa hè ngồi rất là mát mẻ. Dòng sông ánh nắng mà chiếu lên có những ánh phản chiếu từ dòng sông ánh nắng lên nhìn rất là đẹp mắt. Đây bên trên có ghi ngày trùng tu cầu ấy, ngày 8 tháng 9 năm 2019, tức là năm ngoái. Đây bên trên quý vị các bạn xem đó. Có hàng chữ, có thể là chữ Lôm, chữ Quốc ngữ, hoặc là chữ các cụ ngày xưa ấy, mình có thể mình không biết được, nhưng chắc là đánh dấu cột mốc ra đời của năm mà xây dựng chiếc cầu này chắc. Có thể là chữ Quốc ngữ, mình chỉ đọc được vài chữ thôi. Chữ trong đây có chữ Bách hay Bách nằm 100 ấy. Có chữ Minh nữa kìa. Minh trong từ Quang Minh. Nếu đi thẳng ra nữa là sẽ là cửa cầu bên kia đường. Ở đây gỗ, thân gỗ cũng đã mục hết rồi nhưng mà vẫn còn chắc chắn lắm, rất chắc chắn. Nhà hộ dân ở bên đường. Chúng ta cùng đi qua bên đầu cầu bên kia, đường rất dốc. Đấy,
mái giả làm ngoái màn rất là đẹp, cổ kính. Nhưng mà trùng tu lại này, ngày xưa nó tổ cổ kính lắm. Ngày xưa là cái tường mà không được nhẵn mịn và đẹp mà có sơn màu vàng như này đâu các bạn. Ngày xưa là tường rêu mục, đúng của tường thành cổ ngày xưa như vậy. Mụn lát rồi chứ đây là trùng tu lại, nhìn nó mới mới, nó mất nét cổ kính như rồi, nhưng mà may là vẫn giữ được cái lèn cầu với lại cái lèn cầu bằng đá với lại cái mái vẫn còn nguyên, vẫn di tích. Đây là bên ngoài bên kia cầu các bạn ạ, bên trên cũng là chữ Quốc ngữ hoặc là chữ Nôm gì đó. Tôi chỉ biết có chữ Tượng thôi, chữ Tượng là chữ thứ ba. Hình như là nếu mà tôi đoán là chắc là cầu Thượng Long, tôi đoán là thế. Đây là bảng chứng nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đã được xếp hạng nhà nước năm 2012 đó. Thực ra là đấy, bên ngoài này, phía bên ngoài này ngày xưa là không có tường nhẵn như này đâu, hình như là nó là mặt đá gì đó, mặt tường đã bị rêu mốc rồi, nhìn nó rất là nét cổ kính ngày xưa. Nhưng mà đây là mới trùng tu lại cho nên đấy, đây là đường vào bên này nè. Phía bên đối diện cầu chính là, đằng xa đây là chính là chợ Thượng đó. Cũng đây là chợ Thượng luôn. Vậy tôi đoán chính xác này là chữ Quốc ngữ trên cầu là cầu Thượng Long, kiểu như thế. Đằng xa là gốc cây đa kìa. Trời nắng quá. Bây giờ chúng ta cùng sang bên kia cầu để xem là chữ bên kia cầu có giống chữ bên này không nha. Chúng ta không nên. Và đây các bạn, tôi đang ngồi bên bậc hành lang bên phải cầu. Rất mát mẻ đó. Không biết là ở đây có câu châm ngôn hay là câu sự tích gì không, ví dụ như là sự tích mà ngồi đây mà ước nguyện gì đó sẽ thành sự thật gì đó, không biết là có cái đó không. Đó, hành lang bằng đá đó, không khí rất trong lành mát mẻ, dòng sông là hai bên nhãn này, cây nhãn hai bên là nhà dân này. Ngồi đây mùa hè rất là tuyệt vời các bạn ạ, mát mẻ lắm. Ngắm đường phố nè, con đường ở đây mới mở rất là rộng, ngày xưa thì hẹp. Ở đây đường mới mở, cầu cũng trùng tu lại nên nó càng đẹp thêm. Chợ Thượng, phía chợ Thượng kia cũng mới xây sửa lại. Ngày xưa nó họp ở ngoài đường kia, ngoài đường phía xa kia. Bây giờ nó họ xây lại bên này cũng rất là đẹp, cảnh quan càng đẹp hơn. Hành lang chiếu vào cầu dưới thềm đá, ta tưởng tượng như là đang ở Trung Quốc vậy. Đang ở các cái chùa ở Việt Nam chẳng hạn như ngày xưa đấy. Đây là hàng đá hai bên cầu đều bằng đá 100% di tích từ ngày xưa. Ở đây có thể chụp ảnh cưới đính hôn. Cô dâu chú rể đứng trên đây chụp rất là tuyệt vời đấy ạ.
Đây chính là cây đa. Cây đa phía bên này, phía cửa bên này cầu. Bên kia cũng có một cây nữa. Hai bên rất là đẹp, vẫn trong mát, trong lành, không khí trong lành lắm. Đó, đây là chợ Thượng đó. Chợ Thượng mới được trùng tu lại. Đường rất mát, sạch sẽ. Bên này có một cây đa nữa. Đây là cây hoa. Hoa được biết ở đây gọi là hoa đại. Ồ vâng, chữ trên cầu ở bên cửa này cũng giống bên kia. Cũng là chữ Thượng thứ ba đó. Ở đây chính xác là cầu Thượng Long. Đó, thân cây hoa đại đó. Có thể là chữ chùa Thượng Long chẳng hạn. À, nếu mà theo chữ lôm, chữ Hán, theo quan niệm chữ Nho các cụ ngày xưa ấy, đọc theo chữ Hán ngữ là tự, chùa tức là tự. Nếu mà đây là tôi đoán mà chứ không phải là chữ là không biết là có phải đúng như thế, nhưng tôi đoán là Thượng Long tự. Đấy là tôi đoán đấy thôi. Nhưng không biết là có phải hay không thì không biết được. Chưa biết. Nếu gặp các bô lão hoặc là đọc ở đây để có thể hỏi thăm, hoặc là gặp các người dân ở đây để hỏi, hoặc là đọc ở trong sách lịch sử trên Google hoặc ngày xưa thì chúng ta mới biết được. Quý vị bạn, và đây là thân cầu đấy ạ. Nhìn tổng quan chiếc cầu, gọi là chùa cầu mới đúng, chùa cầu, gọi là cầu thôi chưa đủ, phải gọi chùa cầu mới đúng. Và kênh của em thì em vẽ tranh sơn dầu và tranh tường 3D tại nhà ở hay là quán phục vụ, quán ăn, karaoke, khách sạn, nhà hàng, nhà ăn hay nhà ở vân vân. Quý vị và bạn ai có nhu cầu vẽ tranh tường hay là tranh sơn dầu treo tường, quý vị và bạn liên hệ với Thế Giới Tranh Nghệ Thuật Duy Ninh A&D. Số điện thoại là 0842 480 730. Xin lại, quý vị và bạn muốn ai vẽ tranh sơn dầu hay vẽ tranh tường 3D, quý vị và bạn liên hệ với em Duy Ninh A&D. 0842 480 730. Cảm ơn. Em xin được kết thúc video ở đây. Chào quý vị và bạn, hẹn lại quý vị và bạn trong những chương trình, những di tích lịch sử hoặc là những cảnh đẹp cảnh quan của Việt Nam trong những chương trình lần sau.